Cả nhà bà chấm cho em nhá. 100.000 ba cái các chị nhá. 100.000 ba cái, hàng mới 100% nên Quảng Châu loại 1 luôn. Nẻ 40k nhá, 100.000 ba cái nẻ 40k các chị nhá. 100.000 ba cái nẻ 40k. Trăm nghìn ba cái nẻ 40k các chị nhá. 100.000 ba cái còn nẻ 40k mọi người nhá. Em trả nhanh nhiều em trả bớt đi em còn trả len. Mọi người nha, 100.000 ba cái nhá các chị nhá, nẻ 40k luôn, nẻ 40k nhá. Chị nào em ship từ hai cái nhá, ship một cái là em không ship đâu, một cái không bỏ tiền ship đâu các chị nhá. Một cái không bỏ tiền ship nên em không bán nhá, một cái là em không chốt đơn đâu nhá các chị nhá. Nói luôn, nẻ 40k, 100.000 ba cái. Chị nào hốt được cái nào thì hốt, có 100.000 ba cái thôi, bao chất cho các chị luôn nhá. Bao chất cho chị luôn, ghi hộ em là toàn cái form rộng thôi, chị nào thích ôm thì ghi hộ em form ôm, còn toàn form rộng thôi nhá các chị nhá. Chị nào thích form ôm ghi hộ em là form ôm, còn đâu là toàn form rộng thôi mọi người nhá. Mã số 1 cái màu đen có chữ, toàn form rộng các chị nhá, form rộng mà thoải mái luôn. Mã số 1 màu đen có chữ ạ. Mã số 1 này, đây em dơ xuống cho các chị xem này. Mã số 1 màu đen có chữ nhá, toàn form rộng thôi các chị nhá. Toàn form rộng thôi, không phải form chật chiếc gì đâu, form rộng. Mã số 1 cái màu đen có chữ nhá. Mã số 1 cái màu đen có chữ ạ, chữ trắng form rộng nhá. Mã số 2 luôn này. Trắng hồng 100.000 ba cái nẻ 40k nhá. Em ship từ hai cái chứ một cái là không không một cái là không bỏ tiền ship đâu các chị ạ. Một cái chẳng bỏ tiền ship đâu. Cho em xem cái gì? Cái nào rộng đây nhá, toàn form rộng thôi nha, em đọc đi đọc lại nha. Chị nào form ôm thì mới ghi em form ôm, còn đây toàn form rộng thôi. Mã số 2 các chị nha, mã số 2 100.000 ba cái nẻ 40k nhá. Em biết rồi nha, chị nào mua 6 chiếc em mới ship qua Shopee nhá. Chị nào mua 6 chiếc mới ship qua Shopee, chứ còn mua 2 3 chiếc mà bảo em ship qua Shopee em không ship đâu nhá. Đây mã số 3 cái màu nâu, mã số 3 cái màu nâu các chị nhá. Toàn form rộng cho các chị luôn, bơi ra luôn đấy ạ. Các chị nhá, toàn form rộng đấy ạ. Mã số 1, mã 2, mã 3 toàn form rộng các chị nhá. Form rộng đấy ạ. Ghi hỏi em mã cộng số điện thoại em chốt nhá. Không có số điện thoại không chốt hàng đâu. Không có số điện thoại không chốt hàng đâu. Không, các chị cứ đổi hết cái này. Em cho phép đổi nhá, đổi luôn trên này nhá. Chứ không tí nữa lại đổi lung tung 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 lên. Em không đổi đâu nhá các chị nhá. 1, 2, 3. Mọi người chấm đẩy đưa cho em đi ạ. Có 100.000 ba cái thôi. Bao chất cho các chị luôn, toàn hàng mới 100% các chị nhá. Mới 100%. Bao chất cho mọi người luôn. Đây, mã số 4 à, cái màu trắng thêu. Trắng thêu, mã số 4 này có màu đen nữa. Mã số 4 trắng thêu form rộng nữa chị nhá, form rộng nữa ạ. Mã số 4 có size M và size L nhá. Mã số 4 có size M và size N ạ. Mã số 4 nha, các chị ghi với em mã cộng số điện thoại nhá. Mã cộng số điện thoại em chốt hàng nha, mã số 4 theo. Mã số 4 theo mọi người nha, 100.000 ba cái nẻ 40k nha, em nhắc đi nhắc lại nha. Mã số 5 à. Mã số 5 một cái dài tay ren luôn. Mã số 5 dài tay ren luôn, 100.000 ba cái. Bao chất cho các mọi người luôn nhá. Mặc không mát không lấy tiền. Mã số 5. Mã số 6 này. Mã số 6 dáng dấu quần các chị nhá. Mã số 6 dáng dấu quần 100.000 ba cái, mã số 6 ạ. Mã số 6 dáng dấu quần nhá các chị nhá. Dáng dấu quần. Mã số 6 dáng dấu quần. Cái này 60 cân hoặc ok luôn. 60 cân cũng mặc được các chị nhá. Còn nếu em form toàn form rộng thôi, 55 cân mặc thoải mái luôn. Mã số 7. Mã số 7 nhá. 100.000 ba cái các chị nhá, toàn form rộng thôi. Toàn form rộng các chị nhá. Form rộng nha, cái nào bé quá em mới đọc nó form ôm thôi, còn đâu cần form rộng thôi. Mã số 7 à. Mã số 7 hình 4 cái chai nha, theo. Mã số 8 nha các chị nha, toàn form rộng các chị nha, form rộng nha. Hàng mới 100%, mã số 8. Mọi người chấm đẩy view cho em nha, chấm đẩy view cho em nha. Toàn cái rẻ thôi. Mã số 9 à. Mã số 9 form rộng nha các chị nha, mã số 9 form rộng. Không có ôm biết gì đâu, dáng số 9 nha, form rộng, mã số 9 nè. Mọi người chấm cho em nhá. Toàn áo rộng thôi.
giúp em nhá. Có 100.000 ba cái. Xin chào chị Dương Hằng nhá. Mã số 10 này, mã số 10. Mã số 10 nhá, mã số 10 rộng ngắn ạ. Mã số 10 rộng ngắn. Ngắn ở đây là không phải là ngắn ngắn kiểu crop top, mà ngắn là ngắn như thế này nhá chị nhá, là vừa người nhá chị nhá. Còn cái nào dài là trùm mông nhá. Mã số 10. Mã số 10 này. Mã số 11 à. Mã số 11. Mã số 11 form rộng dài nhá, form rộng dài mã số 11. Mã số 11 ạ. Có 100.000 ba cái thôi. Nẻ 40k các chị nhá, nẻ 40k. Bình thường ở trên shop mà toàn em bán 80.000 đến 120.000 một cái các chị nhá. Đây ạ. Mã số 11 này. Mã số 12 là xanh coban này. Mã số 12 xanh coban. Theo gỗ tim. Mã số 13 kẻ gỗ tim. Mã số 13 kẻ gỗ tim 100.000 ba cái các chị nhá, nẻ 40k. Mã số 14 màu đen ạ, màu đen form rộng nhá, form rộng. Mã số 15 bắn tim trắng. Bắn tim trắng form rộng nhá. Mã số 16 dáng ngắn ạ, mã số 16 dáng ngắn. Dáng ngắn kết hợp với chân váy nhá, mã số 16 rộng ngắn ạ. Mã số 16 rộng ngắn. Mã số 17 một cái màu hồng nhá. Mã số 17 một cái màu hồng. Hồng form rộng như thế nhá. Mã số 18 này. Mã số 18 một cái màu hồng đất. Màu hồng đất nhá, mặc vừa người. Mã số 18 một cái màu hồng đất các chị nhá, màu hồng đất ạ. Mã số 18 hồng đất. Người chấm để pin cho em nhá. Mã số 20 một cái màu xám rồi, kẻ xám. Mã số 20 một cái kẻ xám nhá, mọi người chốt ghi hộ em mã cùng số điện thoại nhá. Các chị đi ra ngoài toàn 80.000 đến 120 một cái như thế này thôi các chị nhá. Mã số 20. Mã số 21 này. Màu xanh. Mọi người chấm đẩy view cho em nhá, tủ view quá. Mã số 21 này. Mã số 22 form ôm ạ, mã số 22 form ôm nhá. Mã số 23 này, mã số 23 hình xương cá nhá các chị nhá. 23 hình xương cá. 24 màu xanh có chữ. 24 màu xanh có chữ. 25 cũng màu xanh có chữ luôn các chị nhá. 25 cũng màu xanh có chữ. Mọi người chấm đẩy view cho em nhá, chứ cụt view á. Có 100.000 ba cái thôi. Tiếp nha, có 100.000 ba cái thôi. 100.000 ba cái mà còn không mua nữa thì em cũng chịu thôi. 100.000 ba cái mà không mua nữa thì em chịu. Nẻ 40k. Xem lại cái xin cái đây chị ướm lên người thử chị. Ok. Đợi nha mọi người nha, mọi người biết nhanh của mình nha. Chị em qua mẫu thì mở em đọc theo mã mà em qua mẫu rồi, các chị nhớ cứ cố gắng nhớ cái hình cho em nhá, không là em không nhớ đâu. Xương cá này mặc không phải trùm mông nhá. Xương cá này mặc vừa không phải trùm mông. Đây nhá, xương cá không phải vừa, không phải dài đâu, mặc trùm mặc vừa nhá. Xương cá mặc vừa các chị nhá. Xương cá mặc vừa người. Xương cá mặc vừa người nhá. Ghi chốt thì ghi hộ mình xương cá cộng số điện thoại cũng được. Xương cá mặc vừa người nhá, xương cá mặc vừa người nhá. Xương cá vừa người. Không phải dài nhá, không phải cái dài, cái này không phải trùm mông. Cái này vừa thôi, không phải trùm mông, form rộng nhá. Con rộng các chị nha. Xương cá con cá, xương cá này 55 cân đổ về thôi nhá. Chứ còn hơn là không kích thì không mặc được đâu. 55 cân đổ về các chị nhá. Xương cá 55 cân đổ về ạ. Chốt ghi em xương cá cộng số điện thoại cũng được. Được rồi nhá, 100.000 ba cái nhỉ, 40.000 100.000 ba cái đấy. Quá bèo luôn.
Chị Thúy Hàng chốt thì ghi hồi em xương cá cộng số điện thoại nhá. Hôm nay tụt view quá. Mẻ 40k hai các chị toàn xem men, không thì tí nữa em sẽ giả dạ nhá. Chị nào mà chưa ấn cái bảng theo dõi thì nhớ cái bảng theo dõi nhá. Giả nhà em hàng mới 100% luôn, chưa đến 200.000. Chưa đến 200.000 có 100 đổ về thôi. Các chị nhá. Đầu mùa thì mới có giá này thôi chứ sang khoảng 2 tuần nữa là giá sẽ không có giá này nhá các chị nhá. 2 tuần nữa là không có giá này đâu. Ví dụ em 30 này. 30 lấy cái chị đang cầm đó. Đây đúng không ạ? 30 nhá. 30 này, ví dụ em 30 này. 30 cộng số điện thoại nhá. 30 cộng số điện thoại cho em nhá. 30 cộng số điện thoại này. Ok, chị Thúy Hằng cho em số điện thoại nhá. Xem số điện thoại đi, mẻ 40.000, 100.000 ba cái quá bèo luôn. 30 cộng số điện thoại của em nhá. 31 này. 31 nhá, 31 này. 32 màu hồng này. Hoa mai như này em cầm, xin chào chị Phương nhá. Đây ạ. Hoa này em cầm là 55 cân đổ về nhá. Tiếp đi thì ok. 32 này, 32 này. 33 này. 34, 34 màu trắng này. 35 rộng dài nhỉ? 35 rộng dài, mọi người chấm đẩy ghi cho em nhá. Chấm đẩy ghi cho em đi ạ. Nhiều áo nhá. 351. Mọi người chấm em nhá. Có 100.000 ba cái nhỉ, 40k thôi. 36 bán đi một cái thôi nhá. 36 bán đi đúng một cái thôi. 36 bán tin này còn đúng một cái nhá các chị nhá. 36 bán tin theo, tin theo 36 nhá. Tin theo 36 còn đúng một cái thôi. 37 này, 37 cái xám này cũng ok. Cái xám này mặc vừa người các chị nhá. 37 này. 37 cái xám này xám kẻ trắng nhá. 37 sáng kẻ trắng. Rộng rãi thoải mái luôn, 37 sáng kẻ trắng nhá. 38 khoai tây chiên. 38 khoai tây chiên. Hôm này rộng nhá. 38 khoai tây chiên này. 39 tiếp này. 39 nhá. Màu đỏ, 40 hình đầu chó. 40 hình đầu chó nhá, 40 hình đầu chó. Này 40 cái, 33 cái thôi các chị nhá. 41 này. 41, 41 thôi các chị nhá, 41 này. 42 hình màu đen có chữ ạ. 42 màu đen có chữ dáng vừa nhá. Thể dài. 43 đây. 43 là cái hình này chị nhá, đằng trước này, đằng trước này đằng sau. 43 các chị nhá, 43 màu đen. 43. 43 màu đen các chị nhá. 44 ạ, 44 nhá. 44 nha các chị nhá, 44 à. 100.000 ba cái các chị ạ. 45, 45. 46, 46 nha các chị nha, 46. Mọi người chấm đẩy pin cho em. 47, 47 nha các chị nha, 100.000 ba cái nhỉ, 40k, 47. 45. 46 này, 46 nhá. Đây 45 của chị đây nha. Ok thì đi ok của em, 45 cái màu đen này. 45 cái màu đen ghi ok hộ em nha. 45 cái màu đen. 45 cái màu đen nhá. 45 chị nha, có phải không thì ghi hộ em ạ. Ok đúng rồi, đây màu đen này. 45 màu đen. Đây 46 này. 46 này. 47 các chị nha, 47 này. 47, 47 nha. 48 mặt cười màu đen, có cả màu xanh coban, màu trắng và màu hồng. 48 100.000 ba cái, 49 hình nấm, 49 nhá. 50, 50 đây ạ, 50 phân rộng dài nhá, 50. 50. 51. 51 nhá. 51 ạ, 51 màu tím xanh, xanh tím ấy, 51. 51 các chị nha, 51 này. 52 chuột Mickey. Chuột Mickey này cho chị nào dưới size S ấy, chuẩn Mickey này size S các chị nhá. Chuẩn Mickey size S ấy. Chuẩn Mickey này là form ôm size S tầm chỉ tầm
45 46 cân đổ về mặc vừa thôi, chứ còn hơn là không mặc được nhá. Đi hỏi em bao nhiêu nhỉ? 41 ạ. Ông ạ. 51 nha, 51 hỏi em nha, 51 chuẩn Mickey theo. Form này là form bé các chị nha, size S, 45 46 cân đổ về mặc vừa thôi. Không thì là mấy em tầm học lớp 6 lớp 7 ấy. Thoải mái luôn. 46 à, 51 51 đấy, toàn đặc liên thiên rồi. 52 này, form rộng dài nhá. 52 dáng dấu quần nha các chị nha, rộng dài. Rộng dài 52 à, dấu quần nha các chị nha. Đây này rồi. Ô bà. 53 là 53 xanh, 53 xanh, 53 xanh các chị nha. 53 màu xanh, 53 màu xanh các chị nha. 53 xanh, 54 khoai tây chiên, à chết. 54 chuối ạ, 54 chuối màu xám. 54 chuối màu xám. 55 màu xanh á, xanh là cây màu đậm, xanh là cây đậm. 56 màu vàng đất. 56 vàng đất các chị nhá, 56 vàng đất. 56. Mọi người chấm cho em đi ạ. 57 hình cô gái, 57 hình cô gái này. 57 hình cô gái tóc vàng các chị nhá. 57 hình cô gái tóc vàng nhẹ 40 100.000 ba cái các chị này, 57 này. Hết ba chất các chị mua 57. 57. 57 nhá. 57 này. 58 rồi. 58 màu hồng, 58 nhá. 59 màu xanh chữ. 60 một cái ba nỗ. 60 một cái ba nỗ nhá. 60 một cái ba nỗ. 60 một cái ba nỗ nhá. 60 ba nỗ. 60 một cái ba nỗ này. 61 một cái chữ A này. 61 một cái chữ A nhá. 61 đây. 61 một cái chữ A. Này dáng vừa người thôi nhá, dáng vừa không phải dáng dài. 61. Dáng chữ A. 62, 62 size S nhá các chị nhá. 62 này 45 cân đổ về thôi. 62 45 cân đổ về các chị nhá. 62 45 cân đổ về. Các chị chấm cho em đi ạ. Mấy chục cái áo liền đấy. À đến 60 mấy rồi. 63 là màu đen này. 63 là cái màu đen này. 63 nhá. 64 này, dài tay luôn. 64 chữ dài tay luôn các chị nhá. 64 chữ dài tay luôn. 65 ạ. 65 nhá. 65 này. 65 hình cô gái trắng. 66 hình theo cái máy bay, hình đơn giản thôi mà lại mặc phải rất dễ mặc, sáng ra nhưng mà mặc rất hay xinh. 68. 68 nhá các chị nhá. 68 chỉ một đúng một cái hình theo máy bay thôi. Chạy hot luôn. 69 à. 69 một cái mặt cười, mặt cười thêu các chị nhá. Màu hồng mặt cười thêu, thêu ở tay cũng thêu. 69 các chị nhá. Chị nào chốt thì chốt luôn cho em nhá. 69 đây đấy ạ. 69 nhá. 70, 70 một cái màu cam, cam cà rốt ạ. 70 một cái màu cà rốt nhá. 71 một cái màu xanh, xanh nha. Xanh cái chị nha, xanh mát luôn. 72 một cái màu đen. Xanh dương 53. Ôi chị ơi, xanh dương 53 là cái như thế nào vậy? Chị ơi, giờ em đọc đến 71 mà giờ chị hỏi cái 53 là em chẳng biết là cái nào nữa đâu. Xanh dương 53 không biết là cái nào. Ơi chị nhảy xem có phải cái này không ạ? Ok, ghi hộ em ok nhá. Có phải cái này không? Có phải cái này không ạ? Có phải cái xanh này không ạ? Cái màu xanh dương là không biết là cái nào nữa. Em bảo rồi các chị không chốt luôn chứ em đến lúc thì em tìm làm sao được. Đang nai đến 71 mà giờ đi tìm đến 53. Chết tôi không. Ừ, lấy cái đó. Ok chị nhá, đây ạ. 100.000 ba cái nhá. Cho em số điện thoại chị nên thì hàng nhá. Chị Lê Thị Hằng cho em số điện thoại nhá. Cho em số điện thoại chị nhá. Không thì chị vào inbox cho em số điện thoại nhá. Chị Lê Thị Hằng nhá. Không thì chị vào inbox cho em số điện thoại nhá. Chị nào xem tiếp thì chấm cho em nhá. Chị nào xem tiếp thì chấm cho em đi ạ. Chị nào xem tiếp chấm cho em nhá.
nhờ xem tiếp thì chấm cho em nhá. Chị Lê Thị Hằng cho em số điện thoại nhá. Ok chị Lê Thị Hằng. Mọi người xem tiếp thì chấm cho em đi ạ, không chấm em không like tiếp đâu. Like 70 mấy rồi đấy. Không chấm em không like đâu các chị ạ. Hôm nào em cũng like đến tầm 100 cái. Này em nghĩ em không bao giờ em like hơn. Mọi người chấm tiếp thì em like tiếp. Chị toàn xem mà không thôi. Các chị nha, chị nào muốn xem tiếp thì ghi cho em ạ. Có 40k, nẻ 40k, 100.000 ba cái mặc bơi ra. 100.000 ba cái. Ok chị Lê Thị Hằng em sẽ like tiếp rồi. Sẽ nay cố gắng nay đến 100 cái là em nghỉ các chị nhá. Em chỉ nay đến 100 thôi nên mọi người cố gắng chốt đơn cho em nhá. Không thì tí nữa xem lại like chốt đơn cho em nhá. Nẻ 40, 100.000 ba cái. Cứ đủ 100.000 là ba cái thôi các chị nhá. Áo rất nhiều. Toàn áo hàng shop thôi chị nhá. Em lấy luôn trên móc em bán luôn cho các chị chứ không phải là bóc 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 hàng luôn đâu các chị nhá. Tiếp ạ, 72 nhá. Ong thêu. 72 hình ong thêu nhá. 72 hình ong thêu nhá mọi người nhá. 72 ong thêu này. 73 một cái màu xám, cái này mát cực kỳ mát luôn. Trông nó nhăn nhăn vậy thôi nhưng nó mặc rất mát. 73 các chị nhá. 73 mát, 73. Trông nó vậy thôi. 74 một cái hình 3D màu đỏ đô, 74 đỏ 3D đỏ đô. 75. 75 nhá, chụp ảnh lại đi chụp ảnh. 75 từ đây. 75 nhá, 75 cái này chỉ 45 cân đổi lại thôi nhá. 75 45 cân đủ lại các chị nhá. 75 45 cân đủ lại. 76 à. 76 một cái chữ này. 76 một cái màu đen chữ form này phân rộng nhá. Rộng ngắn thôi không phải dài đâu. 77 một cái hình con gấu nhá. Con gấu này 50 cân đủ lại thôi các chị nhá. Con gấu này 50 cân đủ lại thôi nhá. Em nói chứ không tí nữa chị nào 55 cân mặc nó sẽ bị kích ấy. Con gấu này 50 cân đủ lại các chị nhá. 77 ạ. À. Gấu 77 này. 78 ạ các chị nhá, 78 này cái lệch vai này. 78 một cái đen lệch vai các chị nhá. Khoan mày 55 cân đổ về mặc ok. 55 cân đổ về mặc ok 78. 79 một cái thêu hoa hồng đen, 79 thêu hoa hồng đen các chị nhá, 79 thêu hoa hồng đen. 80 một cái ô xanh, 80 một cái ô xanh. 81 ở dưới, 81, 81 một cái đỏ đô này, 81 một cái đỏ đô, 81 một cái đỏ đô có cái áo vàng kiểu nha, kiểu đỏ, kiểu vàng kiểu đấy. 82 một cái màu trắng này. 82 một cái màu trắng nhá. 82 một cái màu trắng chữ đen. 83 một cái màu tím này. Em like đúng với 100 cái thôi nhá. Hôm nào cũng chỉ like 100 cái thôi. 83. 83. 84 một cái rộng dài các chị nhá. 84 một cái rộng dài. 85 hình bán tim dáng dấu quần. 85 hình bán tim dáng dấu quần ạ. 86 màu xanh hình lá cờ Mỹ. 86 xanh lá cờ Mỹ form 55 cân đổi về các chị nhá. Cái nào bé quá thì em đặt luôn rồi đấy ạ. Bé quá thì em mới đặt thôi còn đâu 55 cân đổi về. 87 hình cô gái màu xanh, màu này dịu mắt này. Màu này dịu mắt, 87 nhá. 88, 88 thì dơ đồ này. 89 hình con gấu nhá. 89 chỉ còn size này thôi. Con này 55 cân đổ về nhá. 55 cân đổ về 89. 89 con gấu màu hồng. Gấu màu hồng thêu. 90 ạ, 90. Hàng Quảng Châu các chị nhá, 90 này. 90. 91 một cái màu vàng chanh. 91 mặc mát luôn nhá.
91 màu vàng chanh. 91 vàng chanh các chị nhá. 55 cân đổ về, 92 hình bán tim màu đen ạ. 55 cân đổ về thôi, hơn là không vừa đâu. 92 bán tim màu đen. Hôm nay có bán tim trắng rồi. 93 màu chữ xanh, xanh than chữ trắng, xanh than chữ trắng. 94 một cái màu cam. 94 các chị nhá. Đặt 94 rồi đấy. Ok chị, 91 là cái xanh này. Xanh 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 đây, vàng chanh này. 91 nhá, ghi hộ em này. Để cái đen này. Ok, ghi hộ em ok nhá. Ok, ghi hộ em ok, em đổi luôn cho các chị luôn nhá. 91 này. Ok, ghi ok luôn hộ em chị Thúy nhá, chị nên chị Hằng nhá. Đọc đến 90 mấy rồi. 4 5 6 7 8 9 10 rồi. Đây. 95. Ok chị nhá, 95 à, 95 màu xanh. 96 màu trắng chữ màu nền trắng chữ đen. 97, 97 theo hình con này nhá. Theo hình con hổ, có đúng một cái theo thôi, giống như cái máy bay ấy, chỉ theo bên này thôi, đúng một tí tẹo 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 thôi. 98 à, 97. 98 đan dây, 98 đan dây màu xanh than. 98 đan dây xanh than. 99 hình con lợn. 99 hình con lợn nhá. 100 luôn các chị nhá, 100 đây. Ship bưu điện tính các chị nhá, ship bưu điện tính nhá. Ship bưu điện tính các chị nhá, chị em không tính được đâu, chứ các chị ở trên thành phố nó khác mà các chị ở trong cùng tỉnh em nó khác, mà các chị ở khác tỉnh em nó khác các chị nhá, nên nó không được tính được cái ship cho các chị đâu nhá. Các chị lấy 10 cái áo nó khác, lấy 3 cái áo nó khác nhá, nó tính theo cân nặng các chị nhá, em không tính được. Đây các chị nhá. 100 cái áo rồi. Chị nào muốn xem mà muốn xem lại chốt đơn thì em thì vào inbox của em nhá. Em like đúng 100 cái áo rồi các chị ạ. Ship bưu điện tính nhá, chị em không trả lời được ship bao nhiêu đâu. Các chị nhá, ví dụ các chị lấy áo dạ đây là nó nặng thì em trả lời làm sao được các chị ship được bao nhiêu. Còn các chị lấy áo phông nó nhẹ thì nó lại ship nó khác, em không trả lời được các chị nhá. Các chị muốn shop nào người ta cũng thế thôi. Trừ khi là người ta bán giá cao rồi người ta đồng giá ship thôi. Muốn xem lại thì chốt đơn của em thì vào inbox của em nhá, 100.000 ba cái thôi, đèo bọt lắm. 100.000 ba cái hàng mới, chẳng rõ người ta tìm vải may nữa. Cái chị nào may thì cũng biết rồi, may một cái áo mất bao nhiêu thời gian, lại còn vải lại còn công nữa, mà có 100.000 ba cái thôi. Các chị ra shop tầm 80 đến 100.000 thôi. Em kết thúc này em chốt đơn nha mọi người nha. Trong đó rảnh em sẽ nai áo dạ. Chẳng biết các chị ở miền Bắc hay miền Nam không lấy áo dạ hoặc là xoác bò. Các chị nha, nai áo dạ hoặc xoác bò. Nên nhà em mình gặp mặt luôn đấy chị ạ. Em kết thúc này để em còn chốt đơn các chị nhá. Để tranh thủ em còn đi gửi hàng cho mọi người nữa nha mọi người nha. Mọi người cố gắng theo dõi hợp em sale sập sàn luôn. Ngày mai sẽ là ngày mùng 1 tháng 7 em sẽ sale sập sàn cho các chị luôn. Các chị nhớ kết bạn theo dõi nhá.